nhập loài nhện bắn tơ từ lũ hít mà. Nữ sinh đánh hội đồng, lột quần áo bạn trong lớp, em kinh sợ hành. Ở nhà cháu nó ngoan lắm, hàng xóm láng giềng chưa thấy cháu nó đánh, lột quần áo của ai ngoài đường bao giờ. Đến trường cháu mới thế thôi. Lúc đánh người thì không thấy kinh, vừa đánh xong thì tới tháng. Quay cái mặt của nó ra cho bàn dân thiên hạ biết mà tránh, kẻo sau này lại rước nhầm dâu về thì khổ. Nghỉ nghỉ, miễn trình bày, bản chất rồi, đánh xong xin lỗi, khôn như vậy quê tao xích đầy đường. Năm đứa nó tưởng tụt đồ âng khắc xuống xong là yên hả? Tao tụt xong giờ phải nằm trông con lướt Facebook nè. Đừng để vụ này chìm xuống, năm con nhóc con kia xứng đáng bị đuổi học. Bọn này có cho học hành tử tế cũng không nên người đâu, nó thích nát cho nát luôn. Cách xử lý của ông hiệu trưởng cũng chán vãi lờ, cách mẹ trước đi. Giáo viên chủ nhiệm cho nghỉ dạy vài năm, chuyển sang làm đánh trống. Người Na Uy trồng cây ăn trái, nếu ăn không hết họ sẽ hái trái cây cho vào túi, cẩn thận, rồi treo ở hàng rào. Ai muốn ăn cứ tự đến lấy. Người Việt Nam có tính tự giác cao hơn, họ tự vào nhà hái, rồi ăn, chứ không cần chủ nhà hái. Bạn đã thay đổi vì người yêu như thế nào? Tôi thích mèo, anh đấy thích chó, tôi chuyển sang thích chó, anh đấy chuyển sang thích người khác. Mỗi lần gặp em Huệ là con tim lại loạn nhịp, chân tay run rẩy, trong người nôn nao, phải chăng anh đã phải lòng Huệ mất rồi? Huệ. Chia sẻ kinh nghiệm tán gái. Tán gái cũng như chơi game không giỏi thì nạp tiền. Cá tháng tư ra đường xi nhang trái, rồi bất ngờ rẽ phải để lừa container phía sau. Wow. Rồi thằng lái container cũng giả vờ đạp phanh nhưng nó đạp chân ga cho mày bất ngờ. Thằng container nhanh trí trâu lại, đâm mày không trượt phát nào. Thằng xe container gọi cho cấp cứu nhưng thằng bác sĩ trả lời là, nay cá tháng tư mày không lừa được tao đâu. Sinh nhật vào ngày cá tháng tư, mời đéo ai đi, nhục. Thật ra sinh nhật tao vào 24 đến 4 thôi nhé các mày. Ai đó có thể ít cho mình, nói bạn thích mình nhiều lắm, để mình chụp màn hình rồi khoe lên Facebook cho đỡ nhục không ạ? Thế là bình thường chấm tau đây đi đặt bánh mà bọn nó tưởng lừa nên nó đưa tao cái hộp không và kèm một tờ giấy, cuộc đời là những cú lừa. Mẹ mày bảo lúc sắp đẻ mày, bố mày đéo tin, thế là một mình mẹ mày phải tự đi đẻ. What the hell? Nay cá tháng tư, tao lừa hết người này đến người khác. Tao cứ cầm tờ 500k dúi vào tay họ rồi bảo bị đánh rơi này. Họ cầm lấy cảm ơn tao đầy hạnh phúc mà không biết đang bị tao lừa. Ha ha. Cá tháng tư là ngày nói dối. Chấm chấm chấm. Nhưng anh vẫn tin em người con gái không yêu trai nghèo. Anh
Anh em cho xin ít thơ để làm quen với gái. Trăng lên đỉnh núi trăng mờ, em ơi cho hỏi mấy giờ ăn cơm. Trăng lên đỉnh núi rồi kìa, ăn cơm bằng đũa hay thìa vậy em? Trăng lên đỉnh núi trăng tà, em ăn cơm mặn hay là cơm chay? Nhớ em chả biết nói gì, nhắn yêu thì ngại cũng vì ít văn. Trong lòng anh cứ băn khoăn, thôi anh nhắn đại, đây em ăn gì? Gửi cô em gái dậy thì, cho anh đây hỏi, làm gì đó em? Nhìn em anh thấy hơi quen, cho anh đây hỏi nhà em chỗ nào? Nhìn em mới thích làm sao? Cho anh đây hỏi khi nào ăn cơm, anh đây chẳng dám lắm mồm. Cho anh đây hỏi ăn cơm với gì, anh đây chẳng biết hỏi chi. Mấy giờ em ngủ, ỉa thì đi đâu? Vọng đoạn tin nhắn thằng lèn ấy đi nghĩ ra sẽ làm các bạn nam có thêm động lực. Đéo bằng người yêu tao, nó bảo anh đéo phải mang tiền làm gì cho nặng, vắc chim đến đây là được rồi. Đéo tiền. Đấy là tụi mày không biết rồi, nó kêu mày đem 100k để chỉ đi ăn rồi về chứ mà dư tiền là thể nào nó cũng đòi đi khách sạn, con này thâm thúy vãi lèn. Cầm bao nhiêu kệ mẹ người ta đang đi hỏng xe thì ăn lồn à con điên. Tao cũng không thích tiêu tiền người khác chấm tao cực ghét đi chắc mà cứ trả tiền cho tao nhiều lần. Vì tao biết đồng tiền kiếm ra vất vả như nào. Cô dâu 75 tuổi ở Diễn Châu, Nghệ Ân. Thử một lần chơi lớn xem con cháu có trầm trồ. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Chú rể đây nhé. Nhà cô này gần nhà tao nên tao biết. Đám cưới vừa diễn ra sáng nay, đúng ngày cá tháng 4. Chú rể nhảy Vina heo khá dẻo. Các cháu cho bác hỏi còn gì thế? Cho tao hỏi kính này kiểu như vậy hay bà ấy đeo ngược vậy? Quả ngực của bà thì khối đứa con gái vào xem CMT rồi im lặng đi ra. Tủi thân vãi lờ. Già rồi, không ai ngăn cấm việc tìm hạnh phúc, nhưng ăn mặc cho đàng hoàng. Trẻ trung gì nữa đâu mà mặc hở nửa quả bú. Nhìn thấy ớn, Nga nhìn vào lại bảo, già còn mất nét. Ta thế bố vả cho cái láo. Tự ý đọc tin nhắn của người khác có thể bị phạt đến 3 năm tù. Tao đọc trộm tin nhắn Facebook của người yêu chưa kịp đi tù đã mọc mẹ 7-8 cái sừng. Định mời anh đi uống trà sữa, nhưng sợ lại làm bình sữa của anh. Muốn mời em đi ăn ốc, nhưng lại sợ em bắt anh đổ bỏ. Kể về một hành động sai lầm của bạn. Ngày ấy lỡ đưa tay cho cô ấy nắm, giờ phải đưa cả lương. Nhắc đến rap, bạn nghĩ đến ai? Tao nghĩ ngay đến mẹ tao, chỉ vì làm vỡ cái bát ăn cơm, bà rap 3 ngày, 3 đêm. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh, cảm ơn.